Hello anh em, vào vấn đề luôn nhá. Mình vừa tải data Galaxy Park trên chiếc Redmi Note 11T Pro này, cộng với cả sạc máy từ 0 lên 38% pin các bạn nhá. Hiện tại thì nhiệt độ máy cũng khá nóng rồi. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test lại game trên chiếc Redmi Note 11T Pro để xem là hiệu năng bây giờ ra sao, đã đủ hay chưa. Thì đây, trước khi test thì mình cũng sẽ đo nhiệt độ cho các bạn luôn. Anh em chơi Genshin chắc cũng biết là tải data ấy, máy rất nóng đúng không? Đây, nhiệt độ phía mặt trước cũng tầm 38-39, phía mặt sau này hơn 40 các bạn nha. Đấy, thì máy đang còn đấy, tụt xuống 37% pin rồi. Mình sẽ bắt đầu bấm giờ này. Mình chơi bằng kết nối Wi-Fi nha. Độ sáng của máy đây khoảng 50%. Và chế độ hiệu suất thì mình sẽ để sang là Performance. Ok, đồ họa của game thì mình sẽ thử mức trung bình thôi nha. Dimensity 8100 thì tầm máy các bạn chơi trung bình thôi. Trung bình này, đi kèm với cả 60fps. Tắt cái motion blur đi. Đấy, thì vì là mình tải data với cả sạc máy, nhiệt độ cũng tầm 40 độ C rồi thì nó sẽ ngang với cả các bạn chơi tầm 10-15 phút rồi nhá. Rất là đáng tiếc các bạn ạ, nãy giờ thì mình loay hoay khoảng tầm 10 phút ấy, không làm cách nào để mở đo FPS không dây trên chiếc máy này được các bạn ạ. Toàn phải cắm dây thôi. Nhưng mà khi mà cắm dây thì cũng phát hiện ra tình trạng là, đấy các bạn thấy FPS không? Nó toàn 45 nhá. Có vẻ như là bị lóc FPS tại vì nhiệt độ cũng khá nóng rồi. Lý do tại vì sao? Hiện tại chiếc máy này thì mình chưa xóa cái phần roi xe đó. Với cả cắm sạc thì nó cũng sẽ nóng máy hơn. 45 này thì không thoải mái lắm nhỉ. Đấy, gọi là chơi được nhưng mà không thoải mái lắm. Toàn lock vào 45 thôi. Thì thôi, bây giờ thì mình sẽ xóa cái phần roi xe của máy đi xem sao nhá. Ok, mình vừa xóa xong. Vào cái phần ứng dụng này, quản lý ứng dụng, bật show on app lên các bạn nha. Tìm cho mình cái phần roi xe. Không có, ngon, đã xóa được roi xe. Ok, đã lên 56 này. Nhưng mà có vẻ như hiệu năng không đủ lên 60 à? Giờ rồi. Hay là hỏng rồi. Vẫn số 4x. Okay. Hơi giật anh em ạ. Mình thử chuyển sang map khác xem có bị không nhá. 47. Chưa đánh nhau đã 4x rồi. Nhưng mà đấy là tại vì nhiệt độ của máy nó cũng khá nóng rồi các bạn nhá. Không phải kiểu gì. Đấy, nó cũng đều ở 4x. Không tụt sâu nhưng mà chơi không quá mượt. Thử hạ tiếp đồ họa xuống xem này. Thấp nha, 60. Tắt motion blur. Chắc là phải reset game. Nhưng mà nó không tụt sâu đúng không? Kiểu nó cứ đều đều 3x 4x ấy. Nó kiểu gì ta? Lại sang map khác xem nào. Đấy, hơi giật. Ok, nói chung trải nghiệm kiểu này chán quá. Nãy giờ thì vẫn 34% pin này, tức là cái dây này thì có sạc máy các bạn nha. Nhiệt độ của máy này 40 độ, không quá nóng nha. Thế mà sao?
lên tầm 42, 43, chưa có gì gọi là quá ghê gớm nhỉ. Đây là khi mình chơi trung bình này, nói chung là rất chán. Trung bình được có 40,4 FPS, hạ xuống đồ họa thấp thì vẫn thế, chả cải thiện mấy, trung bình 41,4 này. Rồi, các bạn lưu ý giúp mình là vừa rồi mình test game trên chiếc 11T Pro thì mình có cắm sạc máy các bạn nhé. Tại vì phải cắm vào máy tính ý mới đo được FPS, đo không dây đang bị lỗi. Ngoài ra thì đây, máy đang chạy phiên bản là MIUI 14.0.5 các bạn nha. Thì có thể phiên bản này đang có lỗi gì đó, mình còn chưa update phiên bản mới nhất này đó. Thì ok, để mình thử update phiên bản mới hơn nhá. Sau đó thì mình sẽ test lại xem là hiệu năng có được cải thiện hay không. Tại vì như các bạn cũng thấy ý, chơi game tầm 40-42 độ C là chuyện bình thường, không quá nóng nhưng mà có vẻ máy đang bị bóp đúng không? Thì đó, các bạn nhớ theo dõi kênh của Mobile City để không bỏ lỡ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!